Ơi bạn tôi, chào mừng đến với channel của mình Miên Nấm đây. Hiện giờ trên bàn mình đang là một con Mac Pro. Với thời điểm 7 năm trước nó có mức giá khoảng độ hơn 100 triệu nếu mắc cấu hình. Tuy nhiên thì sau đến 7 năm khi mà công nghệ nó bắt đầu kiểu hơi bão hòa một tí thì con này giờ chỉ có mức giá khoảng độ là 49 triệu trong hàng cũ thôi. Vậy cùng để xem là con Mac Pro 49 triệu này có thể làm ăn như nào nhá. Intro nào. Mac Pro này mình mượn ở bên laptop vàng. Và nếu như bạn nào quan tâm đến sản phẩm laptop, gaming, MacBook hay là những cái sản phẩm tuyệt vời và xịn sò thì mình sẽ để đường link phía dưới tất cả các bạn nhé. Còn giờ thì chúng ta đến với nhân vật chính nào. Đây là một con workstation các bạn ạ. Tôi biết nhìn nó rất là nhỏ nhắn xinh xắn mà các bạn hỏi là workstation có mẹ gì. Và đấy cũng là cái điểm mà 7 năm trước các bậc tiền bối cũng nói câu y hệt. Với một bộ workstation trị giá 100 triệu mà trong cái cơ thể nhỏ bé như này thì nó cũng không thể nào mà có thể đảm nhận được những công việc workstation như kiểu làm máy chạm hay là làm một cái máy render liên tục hay là làm server các thứ, thì con máy này gần như rằng là hiệu năng trên giá tiền là không đạt được. Và Apple cũng đã thừa nhận rằng họ đã đi sai về con Mac Pro này. Thực sự là hơi đáng buồn một chút. Tuy nhiên thì sau đến 7 năm thì con Mac Pro này vẫn rất giữ giá khi mà bây giờ nó có 49 triệu. Và cái điểm đầu tiên khi mà nhìn vào con Mac Pro này ấy, đó chính là nó đẹp kinh khủng, khác hoàn toàn với cả những cái hình ảnh mà các bạn có thể nhìn về Mac Pro. Con này nó quá đẹp. Từ cái thời điểm mà tôi biết quan tâm đến đồ công nghệ bây giờ, tôi vẫn chưa thể nhìn thấy một cái vỏ cây nó có thể đẹp đến như vậy được. Với cái phần vỏ ngoài được làm hoàn toàn bằng kim loại, nó đẹp và vô cùng là bóng loáng. Thậm chí nếu các bạn đội lên đầu nó còn giống như kiểu cái mũ của thằng Magneto, có thể điều khiển được kim loại. Hay là dạng dạng thế. Về phần con chip thì nó chạy cho mình một con chip Intel Xeon E5 1680V2, RAM lên tới là 64GB RAM, DDR3 bớt 1867, SSD 1T, flash store. Cái này thì phải gọi là cực kỳ nhanh và mượt các bạn. Thời điểm 7 năm trước mà còn dám trang bị một cái SSD 1T ấy, là tôi phải cảm thấy rằng là quá là khỏe. Và cuối cùng là một cái card đồ họa Dual AMD Fire Pro D700. Và tất cả những cái phụ kiện đi kèm của nó chỉ là một cái dây nguồn hết. Thực sự Apple là một nhà thiết kế rất là đẹp các bạn ạ. Không những đẹp ở bên ngoài mà họ còn đẹp ở bên trong luôn. Khi mà các bạn mở ra phát thì các bạn sẽ thấy tất cả những linh kiện được bố trí vô cùng là hầm hố, xịn sò, nhìn tương lai kinh khủng khiếp. Và tôi nhấn mạnh đây là 7 năm trước đấy các bạn ạ. 7 năm trước nhìn cái bộ main với cái những thanh RAM ở trên thị trường thời điểm đấy thì phải gọi là wow. Còn với nhìn lại những cái bộ đồ này phải thực sự là nó rất ngon. Ở đằng sau thì các bạn sẽ nhìn thấy tất cả những cái cổng kết nối của nó. Và một cái điểm rất là hay trên cái cổng kết nối này đó chính là nó có đèn LED. Cái đèn LED của nó ấy, mỗi khi phát sáng lên nó có một cái hiệu ứng đổi màu vô cùng đẹp. Nó kiểu wow. Tôi ước gì sau này nhà tôi có thể bật đèn lên rồi nó sáng như này, bởi vì nó quá đẹp các bạn ạ. Xịn cực kỳ. Tuy nhiên thì các bạn mua PC là về hiệu năng chứ không phải về đẹp. Các bạn mua PC là về những cái thứ mà nó có thể truyền tải được chứ không phải về những cái thứ vật chất tầm thường như này. Và phải nói sau đến 7 năm thì con Mac Pro này tuy không phải là một cái máy chạm tốt nhất, nhưng mà nếu như là để một cái máy sử dụng và trải nghiệm bình thường thì con này phải gọi rằng rất là tuyệt vời các bạn ạ. Điều đầu tiên là các bạn có thể được trải nghiệm hệ điều hành macOS. Hệ điều hành macOS là một trong những cái hệ điều hành theo mình đánh giá là nó rất ngon. Khác với hệ điều hành Windows ấy thì các bạn cần phải một thời gian học hỏi, và sau khoảng một thời gian các bạn học hỏi trên cái lớp tin học đấy các bạn có không nhận ra là mình đang học cái gì nữa. Còn riêng với hệ điều hành macOS là một trong những hệ điều hành cực kỳ dễ dùng. Nó dễ dùng đến nỗi mà con em gái lớp 9 của mình. Ôi, có mẹ sao mình lại nói cho chúng nó biết mình có em gái lớp 9 nhỉ? Bỏ mẹ. Nó có thể sử dụng được bình thường. Mẹ nó tức quá. Điểm thứ hai đó chính là về phần cấu hình. Bởi vì đây là một cái máy workstation, chính vì vậy thì nó sẽ không có những con chip như kiểu là i7, i9, i10 cùng với những cạc màn hình là GTX, GeForce, AMD, Radeon các thứ được. Tuy nhiên thì với cấu hình này mình vẫn có thể edit video 4K và sử dụng phần mềm Final Cut một cách rất bình thường. Nó bình thường này cái nỗi mình cứ sử dụng thôi mà mình có không cảm nhận được bất kỳ hiện tượng giật lag gì cả. Và tôi nhắc lại đây là một cái máy 7 năm tuổi đấy các bạn ạ. Thực sự là quá sức là ảo. Tuy nhiên thì với cái việc edit video thì mình biết rằng mình sẽ không thể nào truyền tải hay là có thể cho các bạn mường tượng cách dễ dàng cái sức mạnh của cái bộ cây này được. Chỉ vậy thì mình đã mốt thử sang Windows và cài game vào. Mà sao bạn có thể chửi mình ra, trời ơi, máy workstation nhà người ta ông bắt đầu lại còn cài sang Windows, lại còn chơi game, ngu không chịu được. Sao không test được cái phần mềm căng cực vào những cái workstation căng thẳng của tôi đâu, hay là những cái lập trình cốt kiếc các thứ vào. Thì xin lỗi các bạn, tôi người bình thường, tôi chỉ sử dụng và trải nghiệm bình thường thôi, cùng lắm edit video ấy các bạn thôi, hỏi quá quá vậy. Tuy nhiên thì việc chơi game phải nói rằng là khá là bất ngờ các bạn ạ. Mình có thể dễ dàng chơi những cái tựa game nhẹ nhàng kiểu Liên Minh Huyền Thoại, Dota và CS:GO, nhưng mà máy bắt đầu có vấn đề khi mình bắt đầu chơi những cái tựa game AAA cực kỳ nặng. Nó còn xảy ra hiện tượng lag nữa, mình không biết là đây là do game hay là do máy mình yếu, nhưng mình khả năng cao là do máy yếu rồi.
chúng ta chấp nhận đi. Và phải nói rằng là chơi game cũng khá là vui trên cái chiếc Mac Pro này các bạn ạ. Tôi biết rằng việc chơi game sẽ không thể nào thể hiện được cái sức mạnh của con Mac Pro này được. Tuy nhiên thì nó sẽ giúp tôi một vấn đề khác, đó chính là trải nghiệm độ nóng. Khi mà tôi test qua tất cả cái tựa game vừa rồi thì phải nói rằng là quạt của con Mac Pro này rất im lặng. Tôi gần như rằng là không nghe tiếng quạt nó bị ù ù hay là sọc sọc một tí nào cả, mà cái quạt này nó thổi ra một cách rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên ý, thì nó thổi ra nhẹ nhàng không có nghĩa là nó mát các bạn ạ. Sờ tay vào đây giống như kiểu tôi đang được ngồi lò sưởi, nó nóng kinh khủng khiếp. Và giờ tôi đã hiểu vì sao mà ngày xưa Apple bị ăn chửi nhiều như thế, đó chính là cái phần tản nhiệt của họ là thực sự là có vấn đề. Còn riêng về phần edit video các thứ thì nó trải nghiệm sử dụng rất mượt mà, và việc xuất video thì thực sự không quá nóng. Chính vì vậy thì việc chuyển qua Windows và chơi game thì cũng có thể test xem là cái máy này có thực sự là nóng được đến đâu. Với những chiếc MacBook thông thường mình cài Windows vào để mà chơi game ấy là nó đã rất nóng, kiểu như nóng không thể tin được ấy. Còn với chiếc Mac Pro này thì cũng y hệt các bạn ạ, nó nóng ghê gớm luôn ý. Và giờ mình cũng đã hiểu lý do vì sao mà chiếc Mac Pro này đã không trở thành một cái máy chạm ngon lành được. Thực sự là khá là buồn. Thế nhưng mà không có nghĩa rằng đây là một chiếc Mac Pro vô dụng. Bởi vì nếu như bạn chỉ là một người sử dụng và trải nghiệm bình thường, bạn làm những công việc như mình, edit video, làm đồ họa, Photoshop, thì bộ Mac Pro này vẫn có thể giúp các bạn trải nghiệm hệ điều hành macOS cùng với cả chơi một số tựa game nhẹ nhàng. Mình hiểu là nếu như bạn có thể tự build bộ PC thì nó vẫn có thể là ngon hơn, cấu hình xịn hơn, kể cả thích nhỏ thì cũng có cả bộ cây nhỏ anh cho các bạn. Tuy nhiên thì nếu như bạn muốn thử trải nghiệm và sử dụng đồ Apple, bạn muốn thử trải nghiệm macOS, hay bạn cảm thấy rằng muốn có một bộ cây như này để vào góc làm việc hay văn phòng các bạn, để mà ôi các bạn đừng tưởng nhá, con này ngon cực, nó ngon đến cái nỗi mà nếu như bạn làm ở nhà ấy mà tối chưa làm xong bạn có thể cắm vào đồ vào rồi vác về nhà được luôn. Nó rất là nhẹ thực sự đấy, với một bộ cây mà cấu hình mạnh như này mình cảm thấy rằng là cũng khá là được. Vậy các bạn nghĩ sao về con Mac Pro này, hãy cho biết phần comment phía dưới nhé. Giờ thì xin chào lại các bạn và một video nghỉ ngu khác, bye bye.